Những ai yêu thích các mẫu xe SUV thể thao có thể trải nghiệm những tính năng mới về an toàn và đột phá về thiết kế trong năm 2018 với chương trình Off-Road Experience diễn ra từ nay đến 12 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tính năng đem lại sự an toàn cho người lái xe thể thao đã được phát triển như hệ thống kiểm soát độ ổn định, hệ thống quản lý hợp lực kéo chủ động, hệ thống đánh lái trục sau và hộp số thích ứng đáp ứng đa nhu cầu chuyển đổi khi lái. Điểm nhấn về thiết kế là hệ thống khung gầm trọng lượng nhẹ như dòng xe Cayenne với phần đĩa thắng bằng ngang được phủ lớp gốm mang đến độ phản hồi tốt hơn và độ ổn định rất cao khi mất dần lực thắng. Khi đến với sự kiện trải nghiệm lái địa hình Off-Road Experience 2018, người tham dự sẽ được trực tiếp lái xe mô phỏng địa hình và các tình huống thực tế.